Chính phủ cho nó phút tem 300 ăn làm gì đủ. Tôi nói thiệt, lúc đó nhà tôi nó ăn đấy nha, ăn đồ ngon không mà. Tôi mua Costco về tủ đá để mà đồ ngon để dành cho con tôi ăn là Alex ăn không á. Thiệt má, nói thiệt. Mà tại nhà ai muốn ăn gì ăn, đâu có cấm cản đâu. Thì đồ cứ mua đầy đầy vậy đó, ai muốn ăn gì ăn. Mà nhà có ai có nó ăn. Chứ ai ăn đâu. Ăn dữ lắm. Phút tem chính phủ cho 300 đủ nó ăn đâu, dễ gì. Đó thấy không, quất thêm này hai túi à, này hai gói hai gói là quất ổn mì chưa đã rồi với ly trà sữa đó, rồi xong rồi giờ quất thêm cái thau mì này luôn, nó ăn vậy nó mới mập đó, nó không có ốm đó. Bỏ ớt rồi có mập đâu, giữ nét rồi. Có tập đồ cho body đẹp rồi không, có fit up rồi nữa không, cũng định chạy bộ nữa, chạy bộ nữa hả, dữ vậy. Ôi là trời. Nghe lời tôi đi trời, đi về nhà ở đi lịch. Hả? Ừ, bỏ ba bột nem vô. Ừ, nó ăn bột ngọt lắm. Ở nhà tôi nấu ăn không có bột ngọt, cái nên đi chợ nó lén nó mua gói bột ngọt kia để nó ăn. Ăn bột ngọt á. Nó mà ăn bột ngọt cho mày chết đi. Nhưng mà tại sao nó ăn bột ngọt vậy? Ăn bột ngọt bị ung thư não. Hả? Bị ung thư não đó. Ngày xưa mà tôi nói kêu là bột ngọt á, crystal. Bột ngọt là cái đó là. Hả? Hèn chi nó đi ăn bột ngọt. Tôi đâu có ăn bột ngọt, nhà tôi không có ăn bột ngọt. Bột ngọt là chắc nó sẽ cay không ạ? Đó, ổng mà ổng nó hút ngay cái này là chất trái cây không à? Ô mà chất axit nước cầu tiêu đó, nước rửa cầu tiêu. Ừ, không có. Vậy chứ nó chất cây không mà mấy ông hút vô mấy ông khùng à. Nói vậy mà nói được. No. No no no, mấy ông hút vô khùng trơn là ba cái chất nó nấu nước cầu tiêu không đó. Hút vô đi rồi cho chết cho khùng. Càng ngày càng tỉnh nhớ em càng nhiều hơn. Càng ngày càng tỉnh nhớ nhiều hơn. Sao ở dưới đây làm gì? Đừng nhắn người ta nhớ thì nhắn. Trời, đặt nhắn gửi em hằng là kêu xuống làm gì chứ. Ta nghe nhắn gửi mà. Nhắn gửi nói là kêu em hằng xuống mà xuống một mình thôi. Alex có chuyện muốn nói. Ai nhắn vậy? Ai nhắn? Hả? Ai nhắn ta vậy? Ai đâu dòm lên ai dòm cho đây nè. Ai nhắn gì vậy? Hả? Có không? Ê, nói là nhớ em Hằng mà kêu em Hằng xuống mình thôi. Nói có chuyện muốn nói với em Hằng. Đó. Đó, vậy lần hồi mấy ông đi hết đi để cho Lách ngồi đây nói chuyện với tôi mình nghe coi nói gì nha. Ha. Chịu không? Chịu. Hồi mấy ông bước đi ra chỗ khác hết trơn rồi để bữa nay tâm tư bị bệnh rồi. Bữa nay tâm tư bị bệnh rồi hả? Không có nói hả? Bữa nay bệnh rồi không nói. Thì chừng nào mới nói? Chừng nào mới nói? Ôi là trời, có thấy hỏi gì sót ruột không? Coi nè. Chân cẳng nó giờ nó không mang giày rồi nó đi dép lạnh lẽo gì nè, hỏi coi. À lá ra cái này là mày hành xác cái người mà người ta mày thấy cảm thấy bình thường với mày hành xác người thân mày đó lá. Biết không? Trời mưa nó mấy giày nó ướt. Mấy giày dởm ha. Ủa, giày ai kêu mang đi ngoài mưa thì nó ướt. Đi lên cỏ thấm ướt hết trơn. Tại sao vớ không lấy mang vô? Mang đôi dép thì cũng kẹp cái đôi vớ vô cái chân. Alex ơi, Alex ơi, thiệt cái trời, cái chân cẳng. Thôi ăn đi, ăn đi. Trời. Nhừ hết trơn rồi, lạnh ngắt rồi, ngon lành gì nữa. Ăn phải nấu hay nóng hổi á. Vậy mà ngon á hả? Nó nói tội nghiệp không? Hỏi thấy vậy sao chịu nổi? Đâu phải nói là nghèo mà nó sống gì đây đâu trời. Mà cái này trời hành xác gì cái nghiệp chưa có hết á. Nó đâu phải nghèo đâu. Mà nó làm cho thấy giống như thảm thê lắm vậy ha.
ăn ở dưới suối rồi sống bần tiện dơ giấy. Về nhà có xe mới chở. Về nhà nè, nhà đẹp ở cao sang. Rồi chạy xe mới. Thì không chịu. Rồi, chạy xe mới. Rồi ổng đi đó, hồi ông danh đi nữa nè, ngồi nói chuyện với vậy mình thôi. Ờ ha, giờ nói mình thôi, nói tôi nghe. Rồi ông danh đi đi, đi vòng đó đi, lát nói chuyện với tôi chút coi. Rồi có một mình em Hằng rồi đó, tâm sự. Nha. Không còn đâu. Không được. Hả? Khỏi mất công. Có đâu mà. Khỏi mất công gì? Không có đâu, hiểu lầm á. Ai hiểu lầm? Ừ. Ai hiểu lầm? Ừ. Trong đây nè. Ồ, ở trong hả? Vậy tắt camera luôn ha. Ha. Ồ, bây giờ là thôi thôi vậy là sợ cả thế giới này coi nó hiểu lầm tôi với Lách bậy bạ đúng không? Đúng. Vậy chứ hiểu lầm chuyện gì? Đâu có sợ hiểu lầm. Nhưng mà tôi sợ không hiểu lầm được. Chắc cái liệu nó thì đâu có liệu bỏng gì đâu, đâu có làm ăn gì. Ủa? Đâu, ai đâu hiểu lầm. Ừ. Chọc nó, chọc nha mọi người. Thì ai đâu hiểu lầm bậy người ta mang tội. Ừ. Nếu mà người ta hiểu lầm bậy tôi với Lách cái gì người ta mang tội đi, kệ đi. Ừ. Rồi bây giờ cứ nói chuyện đi, muốn tâm sự gì với em Hằng là nói hết cho tôi nghe coi. Rồi tôi tắt camera rồi đó, ok. Ừ. Nói vụ gì vậy? ai nói gì với Lách gì vậy? Nói đi. Lách nhớ không? Lách không có giấu tôi bất kỳ cái điều gì hết trơn á mà. Rồi tắt camera rồi Lách khai hết nha. Ừ. Thường ngày Lách đó giờ có giấu em Hằng vậy không? Không, à, cái gì cũng nói em Hằng nghe hết. Ừ. Nghe cái người ta dụ Lách nói bậy em Hằng, Lách cũng không bao giờ nói đâu nha. Bởi vì ta nói thương vậy đó. Có ai dụ Lách kêu nói bậy em Hằng gì không? Ừ. Có không? Yeah. Rồi người ta dụ, người ta cho tiền, người ta kêu nói bậy em Hằng đi rồi nói không? Ừ. Không luôn phải không? Ừ. Đâu có gì tiền mà bán rẻ lương tâm phải không? Ừ. Cái này là tại Alex chọn cuộc sống này thôi chứ em Hằng luôn luôn lúc nào cũng thương Alex, muốn Alex về nhà ở mà. Ừ. Đó thì đúng phân nửa. Hả? Đó thì cũng đúng phân nửa mà. Vậy phân nửa làm sao nó không đúng? Nửa là lực lệ là về trên phải là cai nghiện tuyệt đối. Thì cai nghiện đúng rồi. Còn không? Về nhà ở phải cai nghiện tuyệt đối chứ. Đâu có được hút miếng nào. Còn không bị đòn tới mụ nội. Thì đó, hút là bị đòn tới mụ nội, đúng rồi. Chứ ai cho về nhà ở mà hút. Ừ. Đúng không? Ừ. Đúng. Coi như về nhà là sống tốt thì mình mới có tiên nữ. Mình phải bỏ tiên nâu. Chứ bây giờ ở đâu mà có tiên nữ mà có tiên nâu nữa thì tiên nữ nó đâu có chịu. Nhưng mà nếu giả thiết trên, về trên cai nghiện đi, cai xong rồi một thời gian sau hút lại, có bị phạt gì không? Bị luôn. Coi như cai là phải cai luôn ông nội ơi. Ừ. Ừ. Bây giờ Alex cứ nghĩ đơn giản nè. Nếu cái người phụ nữ đó thương Alex nha, thương lắm luôn á. Ừ. Nhưng mà người phụ nữ đó không thể chấp nhận Alex hút. Ừ. Thì người ta thà là người ta buông Alex để cho Alex trở về cuộc sống hút. À. Chứ đương nhiên Alex muốn có được những cái mình mong muốn mình có thì mình phải bỏ những cái mà những người phụ nữ đó người ta yêu cầu mình. Được, tiếc không? Hút vô là khùng, nó quậy lắm rồi. Người sao người ta sống chung, người ta chịu nổi, người ta đã chịu đâu có nổi. Rồi nó hút luôn. Hả? Nói gì nói lại cái mỏi một phù liền. Excuse me. Hả? Là em thôi. Rất tiếc là nè. Không có tính độc phẩm, độc gì. Chứ nếu không là tôi hạnh phúc rồi ha. Thấy chưa, nó nói là ý là em Hằng là không có độc phẩm gì, chứ nếu mà em Hằng mà dụ độc phẩm được, nó dụ cho em Hằng hút luôn, chịu nổi nó chưa mọi người, thấy không? Ồ, mày ganh ma dữ luôn á. Ủa, trong thâm tâm Du Du nghĩ thiệt vậy luôn hả Lạch? Thâm tâm Du Du nghĩ thiệt với tôi vậy luôn hả? Nghĩ thiệt là muốn cho tôi hút luôn hả? Hả? Giờ mặt thẳng đây nói. Thì mấy hai đứa mới có cơ hội ở chung. À, là nghĩ vậy là sai. Vậy cái đó là vậy, tại sao Lách không quen với những người ở dưới đây nó hút đó? Ủa, nếu thôi như vậy một người đàng hoàng ở trên bờ người ta có hút không mà mình nói như vậy? Cho nên cái người, thí dụ cái người phụ nữ nào muốn tới với Lách, đương nhiên là người ta muốn cho Lách đổi đời, có lại cuộc sống tốt, chứ không phải là người ta muốn hút cùng chung với Lách để yêu Lách. Lách nghĩ cái đó là đầu óc nghĩ khùng. Đầu óc xấu. Đó, đầu óc xấu, đúng rồi. Đâu xấu là Lách mới nghĩ vậy. Mà hơn nữa, nếu mà Lách nghĩ như vậy với em Hằng là Lách sẽ có tội với em Hằng nhiều lắm. Hiểu không? Biết phải không? Xin tội. Hả? Cho xin tội. Ờ, cho xin tội đi phải không? Nói sai rồi phải không? Ừ. Ừ. Thí dụ Alex, Hằng có thương Alex thì làm sao mà nói có thể hút chung Alex để thương Alex được? Đâu có chuyện đó được, đúng không?
Thí dụ bây giờ nè, tại sao Alex nói là Alex không quen với mấy con nhỏ hút ở dưới đây, Alex nó không có được. Như vậy tại sao Alex có thể nói là nếu như em Hằng hút đặng để được chung với Alex? Nói vậy đâu được, đúng không? Nó nói vậy là cái tâm Alex xấu. Tại vì em Hằng á muốn để cho Alex thay đổi cuộc đời. Alex bỏ hút là thay đổi của cả cuộc đời của Alex. Alex có những cái tốt đẹp tới với Alex. Đôi khi thí dụ em Hằng có hy sinh để cho Alex cai nghiện được cái đó, Alex nói như vậy á là Alex mang tội với em Hằng chết luôn á. Hiểu không? Ừ. Nhưng mà bởi vậy vậy không có nói. Cái này thí dụ thôi. Thí dụ thôi hả? Vậy mai mốt đừng có ý nghĩ trong đầu thí dụ như vậy nữa, cái người ta sẽ chửi Alex đó. Biết chưa? Ừ. Thí dụ thôi à. Nhưng nói vậy á. Thí dụ thôi. Ừ. Đó, rồi uống bưng cái thao uống luôn. Tội nghiệp không? Alex nhớ có một lần ở dưới suối, cái nào là chính lùng nè, Hùng nè, Alex nè, rồi Hằng hay xuống hoài, cái thằng nào mà cầm cái ống hút trước mặt Hằng, Hùng hút trước mặt Hằng, cái xong cái Hằng giả bộ Hằng thử, nhớ không? Hằng nói là ok mấy anh mày hút vào, đưa đây tao hút thử coi, là Hằng đang thử mấy người thôi, Alex nhớ không? Đang thử coi trong lòng của mấy người xấu thì sẽ đưa cho Hằng hút ha. Cái xong cái nhớ không, thằng mình nhớ là Alex nè, với ông Chính Lùng với cả thằng Hùng luôn, mới la lên tôi quýnh vô mỏ bà bây giờ chứ hút hả? Là đó, Hằng đang thử mấy anh em coi cái tâm mấy anh em khi mấy em hút, nhưng mấy anh em muốn kéo Hằng hút hay không đó, là Hằng đang thử. Hằng mới dùng nói là ok đưa đây tao hút thử coi ngon cỡ nào mà mấy anh mày hút. Đó là Hằng đang thử mấy anh em. Thì Hằng nhớ thằng Chính Lùng nè, hay là thằng Hùng nè, Alex cũng vậy. Thằng Chính Lùng đúng đó. Bậy ờ không có lạch. Thằng Hùng nó tôi quýnh vô mỏ bà bây giờ chứ hút hả? Đó, đó là các anh em, cho dù các anh em hút nhưng các anh em không bao giờ muốn kéo Hằng vô cái chuyện hút đó. Biết không? Mà không ngờ những cái câu nói vô tình là Hằng muốn thử mấy anh em coi tâm địa như thế nào với Hằng thôi. Đó thì chính vì được mấy cái đó đã quay Hằng mới thương mấy anh em, là mặc dù mấy anh em biết con đường đó sai nhưng Hằng thử mấy anh em, tưởng đâu là Hằng nói cái đó thiệt. Mấy anh em la Hằng không được làm vậy. Đó, vậy Hằng mới thương mấy anh em chứ. Còn nếu mấy anh em suối Hằng ép Hằng hút mấy chuyện đó, đương nhiên Hằng nói mấy anh em xấu, Hằng sẽ xa lánh liền, Hằng không lại gần nữa. Cho nên tất cả mà khi Hằng gần gũi các anh em, Hằng đều thử qua tâm tính các anh em hết á. Hiểu không? Nhưng mà Alex nói hôm nay á, giống như là Alex nói bằng những cái vô tình thôi, Hằng không có giận. Nhưng mà biết trong thâm tâm Alex cũng đâu muốn Hằng hút vậy, phải không? Nếu bây giờ nè, Alex lấy ra gũ Hằng hút đi, Hằng hút về rồi Alex làm sao? Hả? Nếu Alex lấy ra bây giờ gũ Hằng hút rồi, Hằng hút rồi Alex làm sao? Hả? Thì Alex phải chấp nhận thôi. Chấp nhận thôi. Nếu vậy là tâm Alex xấu. Alex muốn em. Người. Alex muốn em Hằng hút. Bởi vì Alex chỉ nghĩ. Thì là cái sự xấu đó là không tốt rồi, nhưng mà ít nhất cũng được gần Hằng. À, cái cách Alex được gần Hằng, Alex phải hy sinh là Alex bỏ hút. Buông ra đi, nghe nói nè, buông ra nghe nói nè. Cái cách Alex muốn được gần Hằng là Alex phải bỏ hút, chứ không phải Alex dùng cái cách để cho Hằng hút luôn để được gần Hằng. Cái đó là Alex ích kỷ. Hiểu không? Cái đó là tâm của Alex ích kỷ. Alex nói như vậy mọi người sẽ không có thương Alex nữa. Nếu Alex vì Hằng muốn được gần Hằng, Alex phải hy sinh Alex bỏ hút. Hiểu không? Cái đó là vì mình, vì một người. Cái đó mới rất là cao thượng. Chứ không phải là Alex nói dụ cho em Hằng hút luôn để được gần em Hằng. Cái đó là Alex bậy. Alex sai. Hiểu không Alex? Hiểu không? Nếu nói như vậy là Alex xấu đó, Alex không thành người tốt nữa đó. Bao nhiêu năm nay trong lòng Hằng lúc nào Alex cũng là người tốt đối với Hằng. Hiểu không? Cho dù Alex không có bỏ hút được, nhưng trong lòng Hằng Alex vẫn là người tốt nhất đối với Hằng. Hiểu không? Buông ra. Hiểu không Alex? Hả? Bây giờ Alex chỉ suy nghĩ lại, Alex ở đây một thời gian đi. Rồi Alex suy nghĩ lại, coi ở đây cuộc sống nó, mình chọn một cái cuộc sống này thích hơn, hay là mình về ở chung nhà với em Hằng mình thích hơn. Mình chọn đi. Mình chỉ được có một thôi à. Chứ không thể nào mà cho Alex vừa hút mà Alex vừa được ở nhà hết trơn á.
hiểu không? Ở đây được. Hả? Dĩ nhiên là dĩ nhiên là chọn ở đây. Ừ. Vậy là không có bỏ hút được. Tại vì ở nhà phải lệ thuộc những việc lệ đóng bỏ được. Thì đương nhiên là ở nhà là phải mình cai nghiện rồi mình đi làm. Tại sao em Hằng biết bao nhiêu là việc làm, Alex cai nghiện tỉnh táo, Alex hết Hằng được rất nhiều việc. Mà tại sao Alex không chịu? Làm việc có tiền. Hả? Alex lái xe đồ được ngon lành mà. Phải không? Phải không Alex? Nó quất hết trơn. Lạnh hả đi ra xe thôi lấy quần áo đi ăn hết trơn luôn, một thao mì luôn, ổ bánh mì luôn, uống trà sữa vô lạnh tại nước đá. Đi lấy quần áo thêm mặc, ở trong mặc có một cái quần hả, mặc có một cái quần jean mà quần jean gách nữa, cái gì lạnh kìa. Đi ra lấy quần áo mặc ha. Rồi con Mỹ Đen nó cứ tới đây hoài phải không, chung vô ngủ phải không, hai đứa chung vô đó ngủ đúng không hả? Như là thuộc ở dơ á, đừng cho con gái nó khó lại gần. Trời, mấy đứa dưới đây nó cũng dơ muốn chết luôn mà. Nó lại gần Alex nó có sao đâu. Vậy gì nè. Nó mặt thì khùng khùng. No rồi phải không? Ok, đi xuống dưới kia. Đi, tụi tao đi về. Đi về tắm. Không thôi ra xe lấy thêm quần áo. Để thay đồ. Phải không? Nè, cái mặt khùng gì đã hỏi sao. Giờ đứng gần thôi là thú quắc à. Đứng gần là hôi gần thú quắc rồi. Chụp hình đó, chụp hình. Trời đất ơi, 10 ngày, 10 tháng không tắm. Giờ kêu nó tắm mà nó không chịu. Kêu nó tắm mà nó không chịu tắm. Té, té. Hả? Bậy bè. Cái này ở rồi mắc mớ gì. Là phải ở trên dốc, trên đồi. Được không? Được không? Anh ta đi theo bực. Ở trên dốc vậy nè. Có hôi lụng cái chảo còn. Cái chảo sắt này lượm về để nấu cái gì vậy? Cầm cái này vô mắt vậy. Cái chảo sắt này lượm để nấu cái gì vậy trời? Cái chảo này có cái này nè. Có gì? Cái đi lượm cái chảo sắt. Có gì? Đi lượm được cái tấm kiến đó hả? Thôi xài đi, cho tôi làm gì? Xài đi, để dành dưới đây coi kiến coi mình già hay trẻ. Nào. No. No, thôi thank you, để xài đi. Thôi xài đi, hằng không lấy. Để cạo râu. Ừ, để cạo râu, cạo tóc rồi đó. Tóc tóc rồi. Ăn hết nhiêu đó rồi, không có sức gì nữa. Ăn quá trời có đất ăn, nó ăn dữ lắm, ăn cũng ai cũng biết danh đó. Nó ăn được mới tốt, nó ăn được tôi mới mừng, chỉ sợ nó hút nó không ăn thôi. Đó. Ok. Trời ơi đây nè. Ăn bánh mì. Bánh mì ha. Cho lấy cái thuốc lá, lấy thuốc lá. Ở bánh mì lấy thuốc lá nữa. Lấy thuốc lá. Thuốc lá. Lúc này sao ốm quá vậy? Nè. Tiền của chị hồi bữa mà chị gửi cho anh còn nè. Đưa cho anh 20. No no. Nè, tại vì cái bữa đó chị gặp hàng chị gửi đó, chị nói gặp anh Phúc. Gặp anh Phúc đưa. Ờ, để mua nước uống nè. Cầm đi nha. Anh Phúc ơi, để Hằng lấy. Để mua đi mua nước uống. Bữa nay buồn thiêu vậy. Lấy đi. Không ngại với Hằng á. Nè cầm đi. Không ngại lắm. Thôi nè, lấy đi, lấy. Ăn đi, ăn bánh mì đi. Trời đất ơi, Phúc ơi là Phúc. Tội nghiệp quá à. Nó sống vậy nè. Ổng là ngồi là không có cần cái liều. Đó, chỗ ngồi vậy đó, không có cần cái liều. Cái mền đâu? Ơ, đừng đánh cái bụi lên anh Phúc nè. Mà không có cái mền sao đắp? Bụi anh Phúc ơi, bụi. Ngồi trên đây kia đi. Ngồi trên kia không có bụi. Ngồi vậy á hả? Trời, rồi tối nằm vậy luôn hả? Trời ơi. Ăn đi anh Phúc, ăn đi. Trời đất ơi. Nè. Phúc ơi, sao sống gì chứ vậy? Sống gì chứ vậy? Không muốn hả? Sao thấy Phúc ốm yếu quá vậy? Có sao không? Hơi mệt. Muốn đi về tắm không? Đi về nhà hàng tắm đi.
để đi đáp một cái tuần. Vậy hả? Yeah. Thấy không gạnh anh Phúc ốm hơn nhiều á. Tội quá à. Thấy chưa nhiều. Ăn đi. Tội quá à. Ôi trời, tối ăn cái miếng thảm, miếng nệm gì đây nè. Rồi mền là không có, rồi tối nằm gì đây ngủ hả? Ăn bánh mì đi ha. Kêu anh Phúc. Bây giờ tắm rửa chịu cai nghiện hay ta? Dạ. Tội quá à. Cái gì hoài chết à anh Phúc ơi. Buông xuôi cuộc đời à. Ok anh Phúc, anh bánh mì đi ha. Dạ, dạ thấy vậy thấy chịu không nổi Phúc ơi. Tội quá. Ok ba anh Phúc. Nghiệp chướng hả? Không có đâu. Bây giờ thoát đi. Giải thoát đi. Giải thoát. Hằng nói luôn luôn Hằng ủng hộ anh Phúc. Anh Phúc đừng có ngại. Không ha. Gì đâu, ngại em không ngại. Tiếp đó nghe cũng hơi chốt chớ. Nhưng mà lúc này ốm quá rồi. Mắt thục hết trơn rồi. Chắc phải dừng rồi. Dừng đi đừng chơi nữa. Nếu mà một ngày đó mà anh Phúc mà dừng được không chơi thiệt trời ơi, cả thế giới này yêu thương anh á. Chắc Phúc phải dừng rồi. Dừng ha. Ok. Ok anh Phúc. Cố gắng lên ha. Ok. Ok anh Phúc ăn đi ha. Ăn đi. Bánh mì em mới mua đó. Ăn đi. Tội. Trời ơi tội ổng. Thấy ổng đờ đẫn quá tội. Còn cái ông này á, thuốc lá thì có hút rồi. Ông này á, ăn thì có no rồi. Muốn mua đồ ăn gì nữa không? Muốn mua gì không? Ra xe lấy mì, lấy quần áo. Không có cho tiền. Hết ớt hả? Muốn ăn ớt hả? Ở nhà ở tương ớt biết bao nhiêu, 3-4 chai luôn. Sáng đi không lấy, mời chiều đem xuống cho nó. Nó thích ăn mấy cái tương ớt ấy đó. Tương ớt xịt ra. Nó thích ăn lắm. Cho nó ăn nhiều cũng không tiếc á. Thiệt cho là ăn nhiều cũng không có tiếc hết trơn á. Nó ăn được thì mình mới mừng. Sợ nó ăn không được nó hút khiến nó chết. Cái sợ gì không á. Ôi là trời, cái nước nó chảy nè ông nội ơi. Ủa cái điện thoại tôi đâu ông Danh cầm hả? Cái nước chảy nè. Đưa điện thoại ơi. Đứng ngay bờ sông này đi. Đi mưa rồi lát ơi. Mưa rồi, đi lát rồi. Ông Phúc không thấy mình đang đóng TikTok, không bỏ đi rồi, anh Phúc ơi. Cầm cái gói gì đâu anh rồi. Anh Phúc à, đi, mưa rồi kìa. Đi, lát rồi. Mưa rồi, mưa lớn rồi. Mưa rồi, tiếp rồi. Mưa rồi. Thôi đưa bỏ vô lên nha. Rồi đi. Lạnh quá đi lẹ lên lát thôi. Quá trời nước ở dưới suối chảy luôn. Đừng nói chuyện mình nữa. Tối ngày cứ hút cho cố vô rồi để nói chuyện mình. Cái gì mà khùng vậy. Nói ghét là khùng luôn á, thấy không? Nhảm, ghét là khùng luôn à. Nói hoài, không chịu nghe. Cái cố vô rồi để khùng. Đi xuống cầm
mày đừng có ở ngoài đó. Tại vì thằng không có liều. Thằng không có liều. Gầm cầu mênh mông luôn, nó không có mưa. Alex ở dưới gầm cầu không có mưa nè, không có ướt đâu. Chứ cầm đừng có cầm ngoài trời, ngồi trời mưa. Tại vì không có chịu đi vô xe tàu thì chấp nhận ở vậy đó, mà không á. Chứ có ai bắt mình ở ngoài đường đâu. Trời ơi. Rồi đấy, ăn ngại đấy. Nói chuyện mau quá nghe không hiểu. Nói chuyện mau quá. Hả? Nói chuyện mau quá. Không hiểu luôn. Cái gì nữa? Cái gặp tiền. Không có tiền. Cho mời cái áo quần lạnh đi. Áo lạnh hả? Bữa nay cho một cống áo rồi đó hết rồi. Quần áo nhớ không? Bữa rồi. Nhiều quên. Mới hai tuần nay à. Áo lạnh. Áo không hả? Quần rồi chứ. Quần hả? Bữa đó quần đưa quần đâu có. Khoảng 10 ngày á. Như từng giòi đó. Bữa đó đưa cho anh áo rồi á, áo sơ mi rồi đó. Ai đẹp tới đây rồi nè. À là để đi ngồi ăn lấy. Đúng rồi, đúng rồi. Hai tuần trước. Mới tuần trước đưa cho ông nhiều. Nhỏ để cho ông đi. Nè áo thun cho ông. Rồi chơi không lấy. Chơi. Đây. Đây tao đây à. Lên đây nè, lên đây à. Rồi. Rồi lên đây để lấy đồ cho. À lên đây, lại đây lên đó. Lấy đồ nè. Nói chuyện mình nữa. Đúng rồi, học nè, đúng rồi. Đâu rồi cho anh. Có được không? Có. Đi mà học đi. Nó có ít mà anh chị. Đưa học đi. Trong đó có hai hộp. Học đi. Rồi đưa hộp nữa rồi. Cười cái rồi. Chê bỏ. Cá cô hằng. Rồi từ từ mày luôn cả đời mày luôn. Ha. Người ta không cho mày gặp mặt. Cái tao phụng, cái thùng không cho nó xác xuống. Không đem dục luôn. Ờ đem xuống dưới luôn. Rồi để tao cho mày nói mày nhớ hay không nhớ gì. Cái thùng viện quần áo. Nè bánh này để ăn đi cho. Cái thùng để chút dặn viện quần áo. Rồi để đi, để không. Để em để. Để bên kia vậy hả? Rồi muốn ăn thêm gì nữa? Để
Rồi giờ thay quần áo liền đi. Có thêm rồi đấy. Có. Cà phê. Lấy mì thêm không? Mì để dành ăn chưa? Có ăn thùng mì và mama ở dưới. Mì mama nó đâu có đói đâu. Đói không có đói, không có tiền hút là ok. Dạ, nếu không có tiền hút là ok. Nè. Đừng có cho thôi, không muốn cho mình hút thôi. Được rồi. Rồi bây giờ lấy quần áo đi thay ha. Dạ thay liền không? Thay liền ha. Thay liền đi cho ấm. Nè. Áo thun mặc ở trong cho ấm. Bây giờ đứng thay liền cho tôi. Thay liền mặc áo đi vô lẹ. Chứ bây giờ dơ quá rồi nó lạnh đó. Cởi vô ra. Cởi áo vô ra. Rồi vô đó tao lựa quần cho. Rồi vô đứng ở trong cái quần. Ê, vô cởi ra. Mặc đồ khác vô nghe lời. Đứng ngay đây cởi. Rồi đứng ngay đây nè. Tao che nè. Không ai thấy sân đâu. Body mày đẹp mà. Lo gì 6 muối đó. Chắc giờ còn có muối. Đồ cầu đâu. Để không có. Mời tôi đem xuống cho. 6 muối đó. Mặc cởi gì. Yeah, chắc giờ yeah, còn không giờ chắc còn muối rồi nên mất cỡ đi qua đây thay áo ở đây thay áo rồi lấy cái áo lạnh này hỏi chui đâu rồi qua đây lẹ đây này chui ở đâu rồi. Là giục áo đây mà áo này ra giục áo bỏ xuống rồi thôi cái giục rác mất mẹ nó 6 muối hết rồi ốm nhom rồi quá ốm rồi còn cái gì đâu tập lại đi nhũng nó hết đẹp rồi tập lại đi chưa tại nhà bất ngờ cởi cho ơi trời cởi ra lấy quần cho đó bên đây nè có quần nhím vậy cởi luôn. Ủa em phá rồi, chào chút. Ủa, bám đi. Con gái, con trai gì? Cái này là con trai. Miếng ấm là được rồi. Đồ của tôi á. Vậy mặc đồ con gái, mặc đồ tôi có sao không? Đâu. Vừa luôn, con trai, đồ con trai. Mặc ngủ, cái chống mưa nữa. Đây có bịch màu đen ở đây nè, biết phải không? Đó. Qua đây dở không coi thật. Qua đây đỡ cái túi nè. Qua đang còi kiến. Nắng tôi dở không được, đẹp rồi. Nó cũng điệu đó bộ dở. Điệu lắm. Nó cũng đang còi kiến. Có tật giờ không cay được, cũng chịu về nhà thôi. Ôi, điệu lắm. Nè, qua đây lấy quần thay nè. Bữa nhớ có bọc quần tôi thấy quần dừa của nó tôi lấy tôi để dành lại nó để dành cho áo hợp đây là đây nè đây rồi trời ơi kim cương hết trơn rồi ôi kim cương thiệt nha đất ơi ở đâu đụm đai mình quá trời vậy? Dạ, đeo quần áo nè. Nó nghe thay quần thì sợ nó mất bỏ bối ra, nó giấu ra. Lấy đồ của nó ra. Như thế rớt mấy cục kim cương á đâu đụng. Đây.
À. Kiếm hai bọc quần đâu rồi? Hả? À? Đâu thay quần đó thì vừa không? Thay quần đó đi. Quần này giống cái quần ở nhà mặc quá. Thì đó, đồ nhà đó, mặc vô đây. Nhớ rồi đó, nhớ. Và bên kia thay nè, có quần công á, có quần trong không? Có hả? Có quần trong mà. Ờ, tưởng em có quần trong mà thay chỗ này à. Mấy con chim nó bay xuống vậy. Kìa, lấy hết trời, bận nào đi lấy rồi. Một quần vừa thay á lát, tôi lấy tôi giấu rồi liền. Tôi nói để mai mốt hoài lát không có quần. Hả? Nhỏ hả? Nhỏ khoan để có quần nào bự không? Kéo không lên Thạch ơi. Khỏi mặt, khỏi mặt à, beo. Mày kéo quần khác đi Thạch ơi. Ờ, quần này chặt quá rồi. Lúc mày mập rồi hả? Mới ăn á, mập đâu, kéo áo thơm nhôm kìa. Kéo quần nổi kìa. Kéo áo thơm nhôm nha Thà. Nè, có quần giấy anh chút đem xuống dưới nè. Chặt quá, em lên. Chặt, ờ, ra em nổi. Ra nhét ở trong quần bự. Ra em nổi. Quần bự này tính lại, có gì này có không? Hả? Nè, thành đi rồi, nè, nịt cổ lại, mặt hay là gọng chút luôn kìa. Mặc ở trong thêm quần nữa chứ hả? Ừ, kẻ mặc quần tây á. Chắc quần này vừa. Mặc gọn cũng sao, mình lại xăng quần ống lên. Giờ bữa giờ tôi đang quần khác rồi. Quần này vừa phải không? Ừ, quần gọn như dấu khỏe. Không thích chặt rồi. Đeo beo vô. Cái áo dành nó chống mưa á. Dạ là áo thun mặc ở trong đó nha, để thay áo thun mặc ở trong cho ấm chưa. Lạnh nó là thay quần áo thêm cho nó ấm nha chưa. Ôi giời trời, tao lại mày đi, mày không sống gì người ta luôn. Nè lấy nè, áo thun này vô bựng thì cho ông kia. Thiếu tương ớt. Có thiếu gì không? Lấy hết đi, mặc ở trong cho nó ấm. Ôi, ở nhà không thiếu thứ gì hết là... Chỉ có thiếu không được phúc à. Phải không Lạch? Ở nhà chỉ có thiếu không được phúc à. Đúng không? Cái mì không nói gì cơ. Đó, vậy là giao hết cái mặt khờ khờ ngu si, cái nói là mày hút phải không đó, nó khai rồi mọi người, nó nói ở nhà biểu mỗi lần hàng gặp nó cái mặt khờ khờ ngu si mày hút phải không, rồi khai hết, giao cái hết rồi dục hết, đập bỏ hết. Chứ đâu bao giờ thấy đâu, đâu bao giờ bắt gặp chứ. Như vậy đó, đó, bị đó. Thì bắt gặp thì chết rồi chứ sống gì nổi. Lấy ngu si ha. Cái bỏ bình thì nha, lửa bình thì mới luôn, là đây bằng tem á, để dằm mặt thấy chưa. Nè, hai ba bốn cái nha, đồ là đem vô để dằm mặt thấy chưa. Ôi trời, mình sẽ nhớ. Thôi đàn bà đừng lại nè, áo đàn ông mới nè. Nè, cứ mặc ở trong nó ấm mà mặc thấy chưa. Rồi đó rồi. Ờ nhiều lắm, đây bỏ vô. Đây cái áo dài tay nè. Có cái vớ trong, có vớ nữa. Có vớ bây giờ lấy một vớ. Ở dưới có vớ lạnh chứ. Ở nhà có mà.
bốn cái thì đừng lấy nhiều, tao lấy mất hết. Thì thằng nào bận hết thì tôi xuống tôi đem nữa. Cứ lấy nhiều rồi dục nó người ta lấy hết. Người bận dục rồi. Tôi cũng biết tựa cái nào đẹp cái này xấu ha. Bây giờ quần áo nó tù lùi tè lè quá trời. Nè lấy mấy này làm gì vậy? Cứ la tay lau chân. Đau cái gì chỗ ngủ nữa nè. Mà cái áo hối cũng còn cái quỳnh dưới đất nè. Ủa đó dùng gác đây là. Gà quỳnh gác bên kia nè. Ủa đâu đó vậy? Dột. Coi có tiền chống không? Cái quần rộng rộng với mặt nó phải. Ờ. Cái áo mưa, áo trắng mưa. Áo trắng mưa luôn. Không còn ướt vào trong. Cái đầu bây giờ ngu si quá rồi phải không? Ngu si ngu muội quá rồi. Ngu si ngu muội quá rồi. Bắt con về nhà hả? Rồi ấm chưa? Đủ ấm chưa? Ấm hơn nãy chưa? Ấm chưa? Nón ấm ở nhà cũng có, để về lấy nón mới. Ấm mà phải không? Cơ đây dày kìa. Giờ mang dép vậy hả? Dày ướt hết hả? Đi về ướt rồi. Để về tôi kiếm dày khác nữa cho. Nãy uống thay nọt vô rồi bớt rồi phải không? Uống thay đô ăn no, uống thay đô rồi. Rồi đi về đi. Đi theo đi. Hết cái gì? Đi ta, đi về tắm đi. Ấm quá trời luôn. Ấm quá trời luôn, giờ thích ở dưới suối. Về tắm đi. Tắm chung với tôi nè. À, hai người chờ đứng nha. Thank you. Bye bye. Ở túi trong trống ở chỗ chị ngồi á. Chẳng á, ôi đưa quần á, ôi nãy thấy cái quần nãy. Ê bye. Mấy bữa xuống thăm.